Các bạn ơi, chào mừng các bạn cùng nhau quay trở lại với Given Channel. Các bạn có để ý là ngay tại điểm hiện tại những cái phần cứng Minecraft Gaming nó đang ngày càng nhiều không? Các bạn có chuột gaming, các bạn có bàn phím gaming, các bạn có tai nghe gaming, màn hình gaming, PC gaming, cái gì cũng gaming hết. Và hầu như là cái máy gaming đó càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà các bạn thấy nè, vào cái chuỗi sự kiện E3 diễn ra gần đây á, thì Opera họ vừa tung ra một cái trình duyệt web mà họ cũng đặt tên một cái trình duyệt web mà mang cái thương hiệu như kiểu Mac Gaming luôn. Cái tên của nó là Opera GX. Thì với cái Opera GX đó là một cái trình duyệt web gaming. Vậy thì tại vì sao nó lại như thế, và cái trình duyệt web đó có đáng sử dụng hay là không, có tính năng gì hay ho mà họ lại phải gán cái Mac Gaming cho nó? Mình sẽ chia sẻ với anh em trong video clip này, xin mời. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu cài đặt ha. Thì các bạn thấy được một chút xíu trước về cái giao diện, rồi là khi mà anh em cài đặt á thì các bạn sẽ thấy được là nó cho chúng ta chọn cái color đó, một trong những cái đặc điểm mà mới vừa nhìn vô chúng ta đã thấy rồi. Bây giờ thì sau khi cài đặt xong thì mình sẽ bật lên cho anh em xem đó. Cái phần animation, cái phần chuyển động của những cái hiệu ứng mà Opera ngày xưa giờ họ làm rất là tốt và nhìn nó rất là đẹp đó. Thì các bạn bật lên là người ta sẽ cho các bạn chọn là về những cái chế độ mà các bạn muốn, chẳng hạn như về cái dark or light, tức là cái chủ đề mà các bạn muốn. Ví dụ ở đây mình thích là dark đi. Đó là một số những cái VPN hay adblock gì đó bạn muốn bật hay là tắt tùy của bạn. Rồi, đây là về cái giao diện ban đầu. Thì với cái giao diện các bạn thấy là nó rất là đẹp đúng không? Nhìn cái hiệu ứng nè, nó cũng đẹp, và cả những cái đường viền đây họ làm nó kiểu gradient, nó mờ dần, fade dần đi và nó đẹp hơn. Và có một cái đầu tiên muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là về cái GX Corner. Cái GX Corner này là một cái tab riêng mà Opera họ dành riêng cho cái chuyện là hướng đến đối tượng là gaming. Thì ở trong cái tab này là họ để cái gì? Ở trong cái tab này thì họ sẽ để những cái thông tin liên quan tới game và những cái trang web đưa tin về game như là GameK hay là Game4V v.v. Thì ở đây nó sẽ có đủ. Và cái đó nữa là những cái tựa game hot nhất họ sẽ đưa lên trên hàng đầu. Và đây là những cái game mới, như là những cái game hot nhất trong tuần hay là trong tháng họ sẽ đẩy lên trên đây. Anh em có thể vào đó mà xem trước là những cái game đang hot là những cái game nào. Ngoài ra thì các bạn sẽ có được một cái mình cực kỳ thích, đó chính là về cái GX Control. Cái GX Control này là một cái tính năng hiện tại họ vẫn còn đang xây dựng thôi, nhưng mà về cái khả năng thực thi của nó mình đánh giá rất là cao. Ở đây á, thì nó sẽ có các bạn cho hai cái mà các bạn có thể giới hạn, đó chính là về cái RAM limiter và cái CPU limiter. Thì cái này nó giúp ích cho gì cho anh em? Đầu tiên là về cái RAM nha. Các bạn thường biết là ngày xưa anh em khi mà sử dụng trình duyệt web thì các bạn sẽ nói là ví dụ như Google Chrome thì nó sẽ ăn RAM rất là nhiều. Và khi đó thì anh em khi mà sử dụng á thì bạn sẽ kêu là ôi Chrome ăn RAM nhiều quá. Ví dụ như những bộ máy giờ có 8GB á, các bạn đôi khi là chơi game và các bạn bật Chrome một cái là kiểu như là nó ăn hết luôn. Thì thành ra là khi này các bạn sẽ muốn có một cái công cụ mà giới hạn RAM cho trình duyệt web. Khi đó thì các bạn vừa có thể lướt web mà vừa có thể chơi game, các bạn không có sợ là cái trình duyệt web đó nó ăn qua cái RAM của cái game đúng không? Thì đây, cái RAM limiter này nó giúp ích cho các bạn về cái đó. Các bạn có thể enable lên, bật lên. Và sau đó các bạn chọn thêm cái là hard limit ở dưới nữa. Đó, thì khi này nó sẽ tối ưu hoàn toàn và coi như là nó chặn đứng hoàn toàn cái chuyện mà các bạn chơi lố RAM, tức là sử dụng lố RAM cho cái trình duyệt luôn. Thì ở đây nó có những cái mức giới hạn, ví dụ là 2GB, 4GB, 6GB, 8GB. Đó, thì nó sẽ tùy vào cái phần cứng của anh em. Thì ngày trước á, cái này nó sẽ bắt đầu giới hạn thấp nhất là 2GB. Ngày xưa, không phải là ngày xưa nữa, cách đây vài ngày thôi, ở cái phiên bản mà lên set trước đó nữa thì kêu mình download á, thì họ chỉ có đặt cái mức giới hạn là 4GB RAM thôi. Thì mình có một cái feedback về cho bên phía hãng, tức là bên phía Opera mình feedback về thì mình nói là 4GB RAM thì nó hơi ít đó. Tại vì với những cái tình huống mà kiểu như là người ta chỉ có 8GB RAM như mình mới chia sẻ đó, thì ví dụ như chơi những cái game mà có độ họa cao, chẳng hạn như là PUBG hay là Aspect hay là một số những cái game như là Ark Survival hay là Minecraft gì đó, thì đôi khi anh em sử dụng cái data RAM nó nhiều quá thì 4GB RAM đôi khi nó vẫn chiếm 50% của cái RAM, thì cái hệ thống nó sẽ không có đủ tải. Và mình muốn là Opera họ phải làm sao đó mà cái trình duyệt web nó phải tối ưu tốt hơn. Và khi mà anh em chơi game á, các bạn sẽ thấy á, là chỉ cần 2GB thôi, giới hạn thấp nhất là 2GB sẽ là tốt nhất. Thì họ cũng đã có cái tính năng này mà mình mới feedback cách đây vài ngày thôi, thì nay đã có, mình nghĩ là nhiều người cũng đã góp ý như thế thì hãng nó mới chỉnh sửa. Và sau đó thì ví dụ nha, khi mà các bạn vượt cái giới hạn 2GB RAM thì các bạn sẽ thấy ồ vậy nó sẽ như thế nào. Đó chính là đây, mình sẽ thử cho anh em cùng xem. Đây bây giờ mình sẽ thử bật nhiều tab. Ở cái mức RAM thực tế nó cũng sẽ hiện ở trong cái chỗ mà GX Control này luôn. Đây các bạn thấy nè, hiện tại đây là 1GB mấy. Đó, 1GB mấy. Thật ra là cái này nó nhẹ thôi, là do mình chưa có bật những cái ứng dụng mà nó sử dụng nhiều. Ví dụ như Facebook thì các bạn biết là các bạn kéo từ trên xuống hoài, các bạn càng kéo data nó càng nhiều thì cái RAM nó ăn đi càng nhiều đi. Nhưng mà cái này là mình chỉ bật tượng trưng thôi. Thì đây, chờ mình xíu, chỗ này nè. Đó, rồi.
giờ nó đang dừng ở ghi chính đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bật thêm vài tab nữa, cho nó thêm vài tab. Mình đang sử dụng và thao tác ở trên cái chiếc máy FX504 đến từ thương hiệu Asus. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua cái sản phẩm laptop này thì các bạn có thể ghé ngay website Given, anh em tham khảo thêm về giá bán và những trình hậu mãi ha. Thì đây cũng chính là cái chiếc laptop mà mình sử dụng làm máy cá nhân luôn đó. Thì nếu như các bạn muốn mình sẽ làm cái bài review hơn về cái này đó. Và thời điểm này khoan, mình đang làm cái nội dung này. Rồi, bây giờ thì cái trình duyệt của mình nó đã vượt qua cái mức 2GB. Đây, chỗ này không, vượt qua cái mức 2GB rồi. Và đây thì nó sẽ có cái chuyện gì xảy ra. Các bạn thấy không? Mình mới giờ bật cái này lên lại, hồi nãy hình như nó bị lag đó. Mình mới giờ bật lên lại cái chỗ 20mm rồi. Thì tại vì nó vẫn đang trong cái quá trình xây dựng nên các bạn đôi khi sẽ thấy có những cái trục trặc, như mình mới phải tắt đi bật lại thì mới được. Thì bây giờ mình sẽ qua là những cái tab cũ, nó có chuyện gì xảy ra. Đó, đây. Tất cả những cái tab cũ mà mình đã lướt qua khi nãy mà nó vượt cái giới hạn 2GB á, thì nó sẽ ưu tiên những cái tab mới và những cái tab cũ nó sẽ bị đóng đi. Tức là kiểu như là nó freeze, nó đóng băng lại. Thì các bạn khi mà bật lại nó sẽ reload lại những cái tab đó. Đó. Còn những cái tab mới hơn đó thì nó vẫn sẽ giữ cho anh em đó. Nó sẽ giúp cho các bạn vừa có thể sử dụng những cái trình duyệt web mà những cái trang web mới và những trang web cũ các bạn vẫn giữ lại. Và thêm một cái nữa, đó chính là về cái RAM limiter đi ha. Còn cái CPU limiter thì nó giúp cho các bạn có thể điều chỉnh được cái giới hạn về cái chuyện là sử dụng cái hiệu năng của CPU. Tại vì đôi khi các bạn biết là các bạn chơi game hả, chơi game trên trình duyệt thì chắc là cũng có, nhưng mà đôi khi anh em xem clip này kia đó thì nó cũng ăn CPU khá nhiều, nhất là đối với cái bộ máy mà có cái hệ thống nó tương đối là cũ. Thì mình biết là cái CPU limiter này nó cũng giúp ích khá là nhiều cho anh em, thì cái đó nó sẽ giới hạn được cái hiệu năng khi mà nó sử dụng thông qua cái trình duyệt web. Thì đây cũng là một cái tính năng khá là hay. Về cái tiếp theo đó chính là về cái trick. Cái trick này là một cái tab riêng, một cái nút riêng ở phía bên trái luôn, để giúp cho các bạn có thể đăng nhập và login nhanh vào cái tài khoản trick của các bạn. Khi đó thì các bạn có thể xem được những cái streamer các bạn yêu thích nè, và những cái nội dung, những cái channel các bạn yêu thích nó sẽ pop up lên trên này, và anh em có thể click vào để mà xem nhanh. Thì thật ra cái này nó không phải là một tính năng quá mới đâu, tại vì bản thân Opera họ cũng đã có trang bị những cái nút bấm để mà kết nối vào những cái trình duyệt ha, không phải những cái mạng xã hội mà trước đây họ có làm, ví dụ như Messenger cũng có, WhatsApp cũng có. Thì nay chỉ đơn giản là một cái thêm một cái trang web gì đó khác mà có nền tảng khác thôi, thì nó cũng không phải là một cái tăng quá mới, nhưng mà đối với mình thì nó cũng khá ổn. Ngoài ra thì ở trong cái tab setting của cái Opera GX này ở phía bên phải, anh em ấn vào nó sẽ có khác những cái Opera thường một chút xíu, đó chính là nó có thêm cái phần color. Và cái phần color này á, khi mà anh em thay đổi nè, các bạn thấy là cái màu của nguyên cái trình duyệt web nó sẽ thay đổi, ví dụ màu xanh hay màu tím, màu hồng gì đó. Thì cái này nó sẽ sync được với cái Synapse của Razer. Và với cái việc sync này á, thì ví dụ như mình đang sử dụng một cái hệ thống máy tính, mình có cài Synapse và mình sử dụng chuột và bàn phím của Razer ha, mình thay đổi cái color ở trên này thì cái Synapse nó cũng sẽ thay đổi theo, tức là cái bàn phím và chuột của mình nó cũng sẽ đổi qua cái màu đó luôn. Nhưng mà có một cái giới hạn á, là ngay thời điểm này mình thấy là nó chỉ mới ở có mỗi cái chế độ là fit thôi, tức là fit color, tức là cái màu nó sẽ chỉ đứng ở ngay đó thôi. Ví dụ màu vàng nó sẽ là nguyên cái bộ ghi màu vàng, chứ nó chưa được những cái hiệu ứng thêm, ví dụ như là Wave hay là Radiant hay gì đó, nó chưa có thêm những cái chế độ lấp lánh khác nhau. Thì hy vọng là sắp đến Opera họ có thể cải thiện thêm về cái này đó. Ngoài ra thì wallpaper vân vân và những cái này nó đều khá là cơ bản. Nhưng mà có một cái mình cũng khá thích, đó chính là về cái Play Browser Sound. Nói chung là cái âm thanh của cái trình duyệt đó, thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn là khi mà các bạn qua cho bên cái tab, cái chỗ mà Opera Corner đó, GX Corner, thì nó sẽ có thêm một số những cái âm thanh khá là vui tai khi anh em click vào hoặc là di chuyển cái con chuột vào. Thì đó là một trong những cái mình cảm thấy nó cũng khá ổn với cái chuyện mà nó kích thích chúng ta khi mà chúng ta sử dụng hơn ở cái tab này. Và cái đó xem tin tức này kia nó cũng vui tai hơn, vui mắt hơn. Đó chính là những cái tính năng khá là hay của Opera GX. Vậy là mình đã vừa giới thiệu qua cho anh em về trình duyệt web Opera GX, một cái trình duyệt web khá là thú vị dành cho game thủ. Thật ra là nếu như nói về những cái tính năng mới thì nó cũng có, nhưng theo mình nha, đa phần nó đều là những cái tính năng bổ trợ tương đối là màu mè thôi, tức là tạo thêm cái cảm giác vui vẻ khi anh em sử dụng thôi, chứ nó không có cái khả năng thực tế quá nhiều, ngoại trừ cái GX Control. Cái GX Control là cái mình thấy khá hay, nó giới hạn về cái dung lượng RAM sử dụng và giới hạn về cái khả năng sử dụng CPU của anh em. Thành ra là khi đó thì anh em cũng có một cái trải nghiệm tốt hơn, các bạn vừa có thể sử dụng trình duyệt web và cũng vừa có thể chơi game hoặc là làm những công việc mà bạn thích. Các bạn nghĩ sao về cái trình duyệt web này, các bạn có muốn sử dụng hay là không? À, cái link download mình sẽ để phía dưới của mình nha, anh em nhớ click vào để mà download xài thử coi là nó có hợp nhãn với anh em hay là không, hay là các bạn vẫn quyết định sử dụng Google Chrome là một cái trình duyệt web mà ai cũng dùng, cá nhân mình cũng thế. Các bạn đừng quên để lại một like, share, subscribe, nhớ nhấn cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận thông báo mới nhất từ bọn mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.